Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV. Hãy cùng Hoa Quỳnh cập nhật những cái thông tin dự báo mới nhất và đặc biệt là diễn biến mưa ở khu vực miền Bắc như thế nào. Thông tin về mưa mát ở khu vực miền Bắc sẽ chắc chắn là một cái thông tin mà rất nhiều các bạn khán giả quan tâm phải không ạ? Xin chào bạn Nguyễn Gia Bách ạ. Xin chào Nguyễn Minh Thành. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Thanh Xuân Đỗ ạ, xin chào bạn. Nguyễn Văn Phú Thiện, xin chào bạn. Đỗ Ngọc Hơn ạ, xin chào ạ. Chia sẻ một chút là trưa nay thì ở thủ đô Hà Nội đã xuất hiện một cơn mưa rất là lớn ở vào khoảng 12 giờ kéo dài đến khoảng gần 2 giờ và mưa lớn chút xuống như vậy đã khiến cho một số những cái tuyến phố trũng thấp ở thủ đô Hà Nội bị ngập úng và khá là bất tiện cho việc giao thông cũng như là cho đời sống sinh hoạt của người dân. Nhất là Hoa Quỳnh có đi đưa tin ở khu vực phố Bùi Xương Trạch ở quận Thanh Xuân ạ. Ở đây thì người dân chia sẻ là ngập sâu vào đến nhà và đặc biệt là có một trường mầm non ở đấy thì các cô giáo đã phải gấp rút dọn dẹp và di chuyển các cháu nhỏ lên trên cao và dọn dẹp nước ngập ra khỏi nhà. Đó là diễn biến trong buổi trưa ngày hôm nay ở Hà Nội thì đã có mưa lớn như vậy. Và dự báo là cái đợt mưa này thì ở khu vực miền Bắc đêm nay sẽ bắt đầu bước vào một cái đợt mưa lớn trên diện rộng các bạn nhé. Lưu ý là ngoài thủ đô Hà Nội thì hầu khắp miền Bắc vào đêm nay sẽ bắt đầu là có mưa lớn này. Mưa sẽ kéo dài trong khoảng là mưa to sẽ kéo dài đến khoảng thứ tư tuần này. Nhưng mà cái trạng thái mà vẫn có mưa thì có thể kéo dài đến cuối tuần. Trong đó từ nay đến mưa tập trung từ đêm nay cho đến hết đêm ngày thứ tư đấy ạ. Là cao điểm mưa và tổng lượng mưa phổ biến của cả đợt sẽ rơi vào khoảng là từ 90 đến 150mm và có những nơi là mưa trên 250mm. Thời gian mưa sẽ tập trung chủ yếu là vào chiều tối và đêm. Tình trạng mà ngập úng như ở thủ đô Hà Nội này có thể là tái diễn. Cùng với đó thì ở khu vực Trung Du và vùng núi thì có thể xảy ra cái tình trạng như là lũ quét và sạt lở đất. Vì mưa lớn kéo dài vài ngày như thế, nước sông suối ở khu vực vùng núi sẽ lên cao chảy xiết và có thể gây nguy hiểm cho những khu vực nào phải đi qua cái khu vực ngầm tràn ạ. Cùng với đó thì những nhà hoặc là người dân phải đi di chuyển đi lại ở những cái khu đường đèo núi thì cũng cần phải hết sức với tình trạng là sạt lở đất các bạn nhé. Sạt lở đất và lũ quét ở khu vực vùng núi thì hàng năm vẫn thường xảy ra cho nên là chúng ta cần phải hết sức lưu tâm ạ. Còn ngập úng thì thủ đô Hà Nội là một trong những nơi mà thường rất dễ xảy ra cái tình trạng ngập úng khi mà mưa lớn do là các cống thoát nước cũng khó thoát, mật độ dân cư cao. Vì vậy chúng ta cũng phải lưu tâm trong đợt này, mưa sẽ kéo dài từ đêm nay cho đến ngày thứ tư các bạn nhé. Đó là cao điểm mưa. Còn với khu vực miền Trung thì ngày mai vẫn tiếp tục là xuất hiện nắng nóng trên diện rộng và các tỉnh thành từ Nghệ An đến Phú Yên thì vẫn có cái mức nhiệt cao nhất trong ngày mai khoảng là 35 đến 37 độ và có nơi là trên 37 độ. Đợt nắng nóng ở khu vực miền Trung khả năng là sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, ít nhất là khoảng 10 ngày tới ạ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo là trong đêm nay và trong chiều tối ngày mai thì vẫn tiếp tục xuất hiện những cái cơn mưa rào rải rác, đề phòng với cả gió mạnh, sấm sét có thể xuất hiện kèm theo mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ thì đang trong mùa mưa cho nên là mưa sẽ đều đặn xuất hiện về trong khoảng là chiều đến tối. Còn từ sáng cho đến trưa thì Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ vẫn tiếp tục là có nắng mây đan xen và nhiệt độ thì cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ trong khoảng là không quá 32 độ. Còn ở Nam Bộ thì chúng ta cũng cảm thấy khá oi nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai phổ biến là 33 đến 34 độ nhé các bạn nhé. Khu vực miền Bắc thì trong đêm nay là bắt đầu xuất hiện mưa nhiều rồi, sang đến ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ giảm khá nhiều so với ngày hôm nay đấy ạ. Nhiệt độ ngày mai thì chỉ còn một số nơi như là ở Hòa Bình thì còn nắng nóng cục bộ 35 độ. Còn các nơi khác thì nhiệt độ sẽ giảm nhiều. Như là thủ đô Hà Nội thì ngày mai nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Vì là mưa sẽ tập trung chủ yếu về đêm và sáng cho nên là buổi trưa chúng ta cũng vẫn cảm thấy là khá là oi. Không còn nắng nóng nữa nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy khá là oi nóng.
Đó là diễn biến thời tiết ở các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ xem các bạn hỏi thời tiết ở đâu nhé. Bạn Nguyễn Gia Bách bạn hỏi thời tiết ở Quảng Bình ngày mai có dịu nóng chưa? Vâng, dự báo là ở Quảng Bình thì ngày mai vẫn là một ngày nắng nóng với nhiệt cao. Nhiệt cao nhất ở Quảng Bình sẽ là 35 độ vào ngày mai bạn nhé. Ở khu vực Trung Bộ thì vẫn sẽ duy trì cái tiết trời là đêm thì không mưa và ban ngày thì trời còn nắng nhiều. Và nắng nóng ở khu vực Trung Bộ khả năng là còn kéo dài trong 10 ngày tới nữa cơ. Chỉ có miền Bắc cũng như là Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa dông trong đợt này. Vâng ạ, bạn Thanh Xuân Đỗ chia sẻ Bắc Ninh cuối cùng cũng có mưa. Bạn Đỗ Thế Huy, bạn hỏi thời tiết ở Hải Phòng như thế nào? Ở Hải Phòng thì dự báo là trong đêm nay và chiều tối ngày mai thì sẽ xuất hiện mưa dông nhé bạn nhé. Mưa sẽ tập trung chủ yếu về đêm nay cũng như là chiều tối ngày mai. Vì có mưa như vậy cho nên là nhiệt độ ngày mai cao nhất tại Hải Phòng sẽ không vượt quá là 31 độ bạn nhé. Bạn Ngọc Nam bạn hỏi thời tiết ở thủ đô Hà Nội. Hà Nội thì trong đêm nay và trong chiều tối ngày mai cũng sẽ xuất hiện mưa. Còn khoảng trưa chiều thì trời vẫn có nắng và khá là oi nóng với mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội ngày mai khoảng là 34 độ ạ. Bạn bạn khán giả Ngọc Nam, Hoa Quỳnh đang nhìn thấy câu hỏi của bạn và bạn Bùi Đức Huy bạn có chia sẻ là Hà Nội thường xuyên phải đi thuyền. Vâng, có những năm mà có những đợt mưa ở thủ đô Hà Nội thì đúng là rất nhiều nơi là phải di chuyển bằng các phương tiện như là thuyền bè đấy ạ. Hà Dương bạn hỏi thời tiết ở khu vực Thái Nguyên như thế nào? Thái Nguyên thì dự báo là đêm nay và chiều tối ngày mai thì cũng sẽ xuất hiện có mưa dông bạn nhé. Còn trưa chiều mai thì trời vẫn nắng và khá oi nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Thái Nguyên sẽ là 33 độ. Bạn Hoàng Trang, bạn có hỏi thời tiết ở Huế khi nào có mưa? Vâng, như Hoa Quỳnh đã dự báo từ đầu thì là Huế nằm ở khu vực miền Trung thì vẫn tiếp tục là nắng nóng trong ngày mai cũng như là trong nhiều ngày tới. Vì ở Huế cũng như là miền Trung thì vẫn chưa có cái hình thế nào có thể gây mưa ở khu vực này. Và nhiệt độ ngày mai cao nhất ở Huế sẽ vẫn ở cái ngưỡng nắng nóng là 36 độ như bạn nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Huế là 36 độ ạ. Và nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy chúng ta cũng cần phải chuẩn bị những cái biện pháp để bảo vệ sức khỏe. Cũng như là những người phải làm việc ở lâu ở ngoài trời thì chúng ta hãy cố gắng là có những cái giờ giấc nghỉ ngơi cho hợp lý. Sẽ nghỉ ngơi một chút này, xong rồi uống nước nhiều và ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng để có thể là bảo vệ sức khỏe ở trong cái mùa nắng nóng như thế này các bạn nhé. Bạn Bùi Nam Trung ạ, bạn có chia sẻ là Vĩnh Phúc đang mong mưa mà chưa thấy. Vâng, dự báo là miền Bắc, Vĩnh Phúc cũng như là các nơi khác ở miền Bắc sẽ có mưa từ đêm nay nhé bạn nhé. Mưa sẽ tập trung trong đêm nay cũng như là trong chiều tối ngày mai ở khu vực miền Bắc. Và Vĩnh Phúc thì cũng cùng chung cái trạng thái thời tiết như vậy và nhiệt độ ở Vĩnh Phúc. Vì trưa chiều mai thì trời vẫn sẽ có nắng cho nên là nhiệt độ cao nhất là khoảng 34 độ, khá là oi nóng nhé bạn nhé. Khán giả Nguyễn Lan ạ, bạn hỏi thời tiết ở Nam Định. Vâng ạ, Nam Định thì cũng sẽ có mưa trong đêm nay và sáng chiều tối ngày mai. Còn trưa chiều mai thì trời vẫn có nắng và khá oi nóng. Mưa sẽ tập trung chủ yếu là về đêm cũng như là chiều tối các bạn nhé. Bạn Hoa Hoa, bạn hỏi thời tiết ở Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh thì cũng sẽ là chuyển mưa trong đêm nay cũng như là chiều tối ngày mai. Còn trong ngày thì trời có nắng mây đan xen nhưng mà ở Quảng Ninh nhờ có nằm sát biển cho nên là nhiệt độ khá là dễ chịu. Ngày mai thì nhiệt độ ở Quảng Ninh sẽ không vượt quá 31 độ, cảm giác dễ chịu hơn là các nơi khác như là thủ đô Hà Nội hay là Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn là 34 độ vào ngày mai. Hải Dương cũng vậy ạ, Hưng Yên hay là Hà Nam này, Ninh Bình
ngày mai sẽ vẫn duy trì cái mức nhiệt là 34 độ các bạn nhé. Bạn Nguyễn Văn Phú Thiện, bạn hỏi thời tiết ở Đà Nẵng ngày mai. Đà Nẵng thì nằm ở trong cái khu vực là vẫn tiếp tục là có nắng nóng các bạn nhé. Và nhiệt độ ngày mai ở Đà Nẵng cao nhất sẽ khoảng là 36 độ, nóng nhất trong khoảng vài tiếng buổi trưa đầu giờ chiều đấy ạ. Và ở Đà Nẵng thì chỉ có cái khoảng mà đêm về sáng thì nhiệt độ sẽ khá là dễ chịu, khi mà dự báo là nhiệt độ thấp nhất khoảng là 28 độ thì chúng ta cảm thấy dễ chịu nhất là trong buổi đêm hoặc là sáng sớm, vì nhiệt độ dao động trong khoảng 28 độ, còn đến trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức là 36 độ. Xin cảm ơn bạn khán giả Nguyễn Văn Tường ạ. Bạn đã chia sẻ là thành phố Hồ Chí Minh trời vừa mưa to và vừa tạnh xong. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ, dự báo là thành phố Hồ Chí Minh thì sang đến ngày mai từ sáng cho đến đầu giờ chiều thì trời vẫn sẽ là có nắng và nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai khoảng là 33 độ. Đến chiều tối ngày mai thì mưa dông sẽ lại xuất hiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các nơi khác ở Nam Bộ. Và trong mưa dông cần đề phòng với dông lốc và sấm sét nhé các bạn nhé. Nguyễn Hà có hỏi là Hà Nội tối nay có mưa không? Vâng, dự báo là khoảng đêm nay thì Hà Nội mới bắt đầu có mưa trở lại nhé các bạn nhé. Nguyễn Văn Tuyên ạ, đêm nay và chiều tối ngày mai thì ở Hà Nam cũng sẽ tiếp tục là có mưa. Còn trưa chiều mai thì trời vẫn nắng và nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hà Nam khoảng là 34 độ nha bạn nhé. Bạn Trần Thủy ạ, bạn có hỏi thời tiết ở Lạng Sơn. Thì Lạng Sơn cũng nằm trong cái vùng mưa ở khu vực miền Bắc. Dự báo là trong đêm nay và trong chiều tối ngày mai thì mưa dông sẽ xuất hiện. Và ở Lạng Sơn thì nhiệt độ sẽ là ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ là 32 độ và trời vẫn còn nắng vào khoảng trưa chiều. Bạn khán giả Chu Sáng ạ, bạn có hỏi thời tiết ở Lào Cai. Lào Cai là nằm trong cái vùng khả năng là mưa to ở khu vực miền Bắc đấy ạ. Và dự báo là mưa sẽ tập trung vào trong đêm nay và chiều tối ngày mai và có thể là xuất hiện những cơn mưa to. Sang đến ngày mai thì trưa chiều thì trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Lào Cai khoảng là 33 độ. Các bạn ở khu vực Lào Cai thì phải lưu ý Lào Cai này, phải lưu ý là đêm nay và sáng ngày mai thì có khả năng là xuất hiện mưa lớn. Hay là ở Lai Châu cũng vậy ạ. Lai Châu thì dự báo cũng sẽ có mưa to. Hà Giang cũng vậy này, Hà Giang cũng sẽ khả năng là có mưa to trong đêm nay và chiều tối ngày mai. Bạn khán giả Dương Liêm ạ, bạn hỏi Thái Bình thì như thế nào? Vâng, ở Thái Bình thì đêm nay và chiều tối ngày mai cũng có mưa. Nhưng trưa chiều mai thì trời vẫn khá nóng với mức nhiệt cao nhất là 33 độ nhé bạn nhé. Bạn Nguyễn Trọng Hoàng có chia sẻ là Nghệ An thì trời đang âm u ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Bạn Nguyễn Loan, bạn hỏi Nghệ An có mưa không? Thì dự báo là có thể là xuất hiện có mưa nhưng mà những cái cơn mưa rào thoáng qua thôi bạn nhé. Còn dự báo là ngày mai thì ở Nghệ An vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 36 độ ạ. Lương Tuấn Cường, bạn hỏi mưa kéo dài đến bao lâu vậy? Mưa ở khu vực miền Bắc sẽ cao điểm kéo dài là từ đêm nay cho đến ngày thứ tư bạn nhé. Và sau đấy thì ở khu vực miền Bắc vẫn sẽ có mưa nhưng mà mưa sẽ giảm bớt về cường độ. Nam Hoài ạ, bạn hỏi Hưng Yên ạ. Hưng Yên cũng sẽ có mưa trong đêm nay và chiều tối ngày mai. Còn trưa chiều mai thì trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Hưng Yên là 34 độ. Thời tiết vẫn oi nóng ạ. Bạn
Duân Kỳ Anh có hỏi thời tiết ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh thì ngày mai thì vẫn sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ở Hà Tĩnh ngày mai khoảng là 37 độ nhé bạn nhé. Và mưa dông thì có thể xuất hiện vào chiều tối ngày mai ở khu vực Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì dự báo là nhiệt độ có thể là một trong những thành phố mà nhiệt độ cao nhất vào ngày mai khi mà lên tới mức là 37 độ, nhưng mà chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa dông. Và mưa sau một ngày nắng nóng như vậy thì rất dễ đi kèm với các hiện tượng dông lốc, sấm sét nguy hiểm. Vì vậy các bạn cần phải lưu ý nhé, ở khu vực Hà Tĩnh ạ. Bạn An Nguyễn ạ, bạn hỏi thời tiết ở Bắc Cạn. Bắc Cạn thì cũng cùng chung cái xu hướng thời tiết ở khu vực miền Bắc, đó là có mưa về đêm và chiều tối ngày mai. Còn trong ngày thì trời vẫn oi nóng với mức nhiệt cao nhất là 34 độ vào ngày mai ở Bắc Cạn nhé. Bạn Kim Minh ạ, bạn hỏi thời tiết ở Tuyên Quang. Tuyên Quang thì sẽ có mưa như với khu vực miền Bắc, đó là đêm nay và ngày mai. Và trong trưa chiều mai thì trời vẫn sẽ khá oi nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Tuyên Quang sẽ là 34 độ. Bạn Nguyễn Minh ạ, bạn ông Việt, bạn có hỏi thời tiết ở Bắc Giang và Hòa Bình. Chu Sáng thì có hỏi thời tiết ở Lào Cai. Vâng ạ, dự báo ở cả ba nơi này thì có cùng chung cái xu hướng là đêm nay sẽ có mưa và mưa sẽ quay lại vào chiều tối ngày mai. Nhưng mà trong trưa chiều mai thì trời vẫn sẽ có nắng, cảm giác khá oi nóng khi mà nhiệt độ cao nhất ngày mai ở ba khu vực này đều khoảng là 33 đến 34 độ nhé bạn nhé. Bạn Sisu, một bạn khán giả ở Quảng Nam, bạn có hỏi thời tiết ở đây và dự báo là ở Quảng Nam thì ngày mai tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 36 độ các bạn nhé. Và dự báo là ngày mai ở Hội An, Quảng Nam cũng như là Quảng Nam thì sẽ không mưa và nắng kéo dài từ sáng cho đến chiều, mức nhiệt là 36 độ. Vâng ạ, bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ gửi lại các bạn những cái thông tin dự báo khái quát về các vùng miền để các bạn có thể nắm được. Các bạn vào sau thì có thể nắm được những cái thông tin dự báo thời tiết mà Hoa Quỳnh gửi tới lúc đầu nhé. Dự báo là từ đêm nay thì khu vực miền Bắc, toàn khu vực miền Bắc ạ, sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Mưa tập trung là với lượng lớn sẽ là từ đêm nay cho đến đêm ngày thứ tư, và thời điểm mà có thể có mưa to chủ yếu là vào chiều tối và đêm. Sau đó, sau ngày thứ tư thì mưa có thể là xuất hiện kéo dài đến cuối tuần, nhưng mà mưa giảm cường độ không lớn nữa. Nhưng mà với khu vực miền Bắc thì mưa cao điểm sẽ kéo dài đến ngày thứ tư, thì chúng ta phải tập trung lưu ý đến cái tình trạng như là ngập úng này, cũng như là lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Còn khu vực miền Trung ạ, từ Nghệ An trở xuống đến Phú Yên thì ngày mai tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung sẽ còn kéo dài ít nhất là trong 10 ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì đang trong mùa mưa, cho nên là sáng cho đến chiều ngày mai thì trời vẫn nắng mây đan xen, nhưng mà đến chiều tối ngày mai thì mây dông sẽ lại kéo đến và gây mưa cho cả hai khu vực này. Vẫn có thể là xuất hiện những cái điểm mưa vừa mưa to đi kèm các hiện tượng như là dông lốc, sấm sét và gió rất mạnh nguy hiểm. Đó là những khái quát thông tin thời tiết trên cả nước. Hy vọng là những cái thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho các bạn chuẩn bị những cái vật dụng có thể là che mưa này, hay là những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe nắng trong nắng nóng ở các bạn ở khu vực miền Trung. Còn bây giờ thì thời lượng livestream đã kết thúc rồi. Hoa Quỳnh xin gửi lời chào tới các bạn. Hẹn lại gặp lại các bạn vào buổi livestream sau.